Thưa quý vị và các bạn, sau đây Đắc Việt xin hướng dẫn quý vị và các bạn thiết kế một tấm hình với cái mẫu như thế này. Và để biết được các công đoạn thiết kế như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bước. Bây giờ tôi sẽ lấy một tấm hình cưới này và thực hành. Thì bây giờ các bạn có thể định dạng lại kích thước cho tấm hình của mình bằng cách vào IMEI Size, và các bạn có thể định dạng lại chiều rộng, chiều cao cho tấm hình. Ở đây thì tôi sẽ để mặc định luôn. Tôi vào Windows, chọn Layer để hiện bảng thông tin Layer. Bây giờ tôi sẽ nhân đôi Layer Background này lên bằng cách kích vào đây và kéo nó vào biểu tượng New Layer. Một Layer mới được tạo ra. Bây giờ tôi tạm thời ẩn con mắt của Layer này đi. Và bây giờ tôi chọn Layer trên. Tôi vào Edit, Free Transform. Bây giờ ở bốn góc của chúng ta sẽ hiện ra bốn điểm neo. Và chúng ta rê chuột lên điểm neo phía dưới và giữ im phím Shift. Sau đó kích và kéo nó lên. Kéo lên. Như vậy là chúng ta đã thu nhỏ tấm hình lại. Bây giờ chúng ta nhấn Enter. Rồi chọn công cụ Movie và dịch chuyển nó ra giữa tấm hình cho sao cho cân đối là được. Sau khi đã điều chỉnh xong tỷ lệ thì bây giờ chúng ta vào Image, chọn Rotate Canvas, chọn 90cvw để xoay toàn bộ tấm hình theo cấu trúc chính theo chiều kim đồng hồ là một góc 90 độ. Thì bây giờ chúng ta đã được xoay được tấm hình như vậy rồi. Bây giờ chúng ta phóng lớn lên, chọn công cụ zoom, phóng nhỏ lại. Thì như vậy đây chính là bức hình của chúng ta đã nhìn như thế này. Sau khi đã quan sát được xong, chúng ta vào bộ lọc filter distort, chọn shift. Và bây giờ trong bộ lọc này chúng ta điều chỉnh cái thanh này uốn nó làm sao để cho bức hình nó được cong như ý muốn chúng ta. Thì ở đây chúng ta chỉ cần cho bức hình nó cong ở ngay cái góc phía dưới thôi. Rồi sau đó chúng ta nhấn OK để thực hiện lệnh. OK. Chú ý rằng là tấm hình nằm ở giữa thì mới có hiệu quả. Bây giờ chúng ta xoay bức hình quay ngược trở lại. Chúng ta vào IMEI, chọn Rotate Canvas, chọn 90cvw. Sau khi bức hình xoay xong thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa vào cái nền phía sau một tấm hình. Và bây giờ tôi mở một cái hình texture này ra. Thì các bạn có thể tìm thấy nó, các cái hình texture ở trong rất nhiều các cái CD hình chất lượng cao. Ta kéo nó qua. Rồi bây giờ chúng ta ở đây chúng ta có thể phóng lớn lên bằng cách là vào Edit, Retransform. Kéo lên. Rồi nhấn Enter. Rồi, chúng ta ẩn tấm hình này đi. Và bây giờ ta cho cái hình nền này nằm bên dưới cái hình của dấu chấu rễ này. Như vậy các bạn đã thấy. Chúng ta kích chọn layer của dấu chấu rễ và dịch chuyển nó lên một cái góc tương ứng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phối cảnh cho tấm hình này bằng cách vào Edit, Transform, chọn Distort. Và bây giờ chúng ta co hai góc trên lại. Kích chuột co hai góc trên lại. OK, chúng ta nhấn Enter để thực hiện lệnh. Sau khi coi lại xong, chúng ta sẽ xoay nó nằm xéo xuống một chút. Chúng ta vào Edit, chọn Free Transform hoặc nhấn phím Ctrl T. Và bây giờ chúng ta rê chuột lên góc trên, nó hiện mũi tên xoay hai chiều. Chúng ta kích và xoay nó một chút. Rồi, nhấn Enter. Rồi, chúng ta dịch chuyển lên. Bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh lại cái chiều góc nhìn một chút bằng cách vào Edit, Transform, chọn Distort. Thì ở đây các bạn có thể dịch chuyển tùy các bạn ạ. Rồi chỉ lên, ta nhấn Enter. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn layer background này và làm mờ nó bằng cách vào filter, chọn blur, chọn motion blur. Bây giờ trong cái giá trị làm mờ này thì chúng ta cho góc quay là 0 độ và cho distance là giá trị max, chọn OK. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ tăng thêm cái giá trị mờ này một lần nữa vào filter blur motion blur. Giảm giá trị edition xuống và xoay góc quay. Rồi sau đó chúng ta nhấn OK. Như vậy là cái nền sau của chúng ta đã được kết quả như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ phủ màu cho cái nền sau này một chút bằng cách chúng ta vào
menu layer, chọn new fill layer, chọn gradient. Chúng ta nhấn OK. Sau đó trong dòng gradient chúng ta cứ click chuột lên vào đây để mở bảng gradient editor. Bây giờ chúng ta chọn hệ màu này, dải gradient này, sau đó chúng ta nhấn OK. OK. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ hòa trộn cho cái lớp này, là chế độ hòa trộn này là supply, ánh sáng nhẹ. Hoặc là các bạn có thể chọn bất kỳ một cái chế độ hòa trộn nào mà các bạn thấy vừa ý. Như tôi chọn chế độ supply. Bây giờ cái hình này nó hơi to một chút, tôi có thể thu nhỏ nó bằng cách vào Edit Gradient Form và thu nhỏ lại một chút. Điều chỉnh lại. Rồi nhấn Enter. Bây giờ tôi giữ im phím Control và rê chuột lên cái layer của dấu chú rệ này, thì các bạn sẽ thấy là xung quanh cái nút bàn tay này nó hiện các đường viền. Các bạn kích chuột lên layer này thì các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện các cái đường chọn bao quanh. Bây giờ các bạn vào Edit Shadow Key và giá trị chiều rộng là 20 pixel, cái màu là màu trắng, và Location là chọn Inside, Opacity 100 và chế độ Mode là Normal. Chúng ta nhấn OK. Thì khi đó chúng ta sẽ tô màu cho cái đường viền trong của tấm hình. Bây giờ chúng ta vào Select, Deselect thì các bạn sẽ thấy là tấm hình của chúng ta đã được tô đường viền phông lớn, các bạn sẽ thấy rõ. Đó. Thì các bạn có thể tô đậm đường viền này lên bằng cách là tăng thêm cái giá trị vừa rồi. Chúng ta giữ im Control, click lại và ta vào Edit Stroke, chọn khoảng 30, 40 đi. Nhấn OK. Như vậy là cái viền chúng ta được tô đậm thêm. Chúng ta nhấn Control D để mà bỏ đường chọn này. Bây giờ chúng ta nhân đôi layer background này lên, kích và kéo nó vào vị tượng New Layer. Chúng ta chọn layer dưới, sau đó vào Edit, chọn Free Transform. Thì các bạn thấy một cái khung xoay thế này hiện ra. Chúng ta click chuột vào cái tâm này và kéo vào góc, góc dưới đó chẳng hạn. Đây chính là tâm xoay của tấm hình. Ta coi nó là tâm xoay. Bây giờ chúng ta rê chuột lên đây và các bạn thấy mũi tên hai chiều, kích chuột và xoay nó xuống một chút. Thì như vậy là nó hình sẽ xoay theo tâm xoay này. Các bạn xoay xuống một chút. Rồi nhấn Enter. Bây giờ chúng ta giữ im phím Control và click chuột lên nó thì các bạn thấy đường viền bao quanh. Bây giờ chúng ta bấm nút này để đảo màu đen lại. Sau đó chúng ta nhấn phím Alt cộng Backspace, phím Alt cộng phím Backspace, phím Backspace nằm trên phím Enter để mà tô màu đen cho cái phần nền này. Như vậy các bạn đã tô màu đen, và Select, Deselect hoặc nhấn phím Control D. Và bây giờ chúng ta làm mờ cho cái này một chút bằng cách vào Filter, chọn Blur, Gaussian Blur. Ở đây chúng ta chọn khoảng 20-30 tùy chúng ta. Rồi chúng ta nhấn OK, thực hiện lệnh. Bây giờ chúng ta giảm bớt cái giá trị mờ đục cho cái bóng độ này, cắt vào. Rồi chúng ta đã giảm giá trị bóng độ. Và bây giờ chúng ta dùng brush chấm lên đây tạo thêm một số hiệu ứng nhẹ. Bây giờ chúng ta tạo layer mới, sau đó chọn màu đen và nhấn phím Alt cộng phím Backspace để mà tô màu đen. Sau khi tô màu đen xong thì tạm thời ẩn cái layer của chỗ rẻ đi. Bây giờ chúng ta cho layer này nằm dưới, nằm dưới đây. Chúng ta chọn chế độ hòa trộn là Color Dock. Sau khi chọn chế độ hòa trộn Color Dock xong thì chúng ta chọn công cụ Brush. OK, kích chuột phải, chọn Net Brush cứng. Rồi bây giờ chúng ta tăng kích thước Brush lên cho nó phù hợp với tấm hình. Rồi cho cái Net Brush lớn như thế này là vừa. Bây giờ chúng ta vẽ, chúng ta chọn màu đen để vẽ, màu trắng. Sau đó rồi chúng ta rê chuột và tô lên. Rồi rồi các bạn có thể vẽ vời hư vượng như tùy các bạn. Rồi sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ làm mờ những cái đường chúng ta vừa vẽ. Chúng ta vào Filter, chọn Blur, chọn Motion Blur. Rồi. Tăng tham số nó lên. Mục đích là chúng ta trang trí cho cái nền nó ấn tượng hơn một chút thôi. Rồi sau đó chúng ta nhấn OK. Bây giờ tôi làm cho nó mờ thêm một chút bằng cách vào Filter Blur, chọn Gaussian Blur. Tăng giá trị nó lên. Rồi tôi nhấn OK.
Rồi như vậy là chúng ta đã có một kết quả cái nền ấn tượng hơn một chút. Bây giờ chúng ta cho layer quay dấu chấu rẻ hiện ra lại. Như vậy là các bạn thấy. Rồi bây giờ tôi sẽ trang trí một số nét brush. Tôi chọn brush hình lông vũ. Bây giờ tôi chọn công cụ brush và click chuột phải lên tấm hình. Sau đó bảng thông tin brush được hiện ra. Ở đây thì do tôi đã load sẵn cho nên là bây giờ để tôi phục hồi lại và làm lại các bước từ đầu cho các bạn thấy. Bây giờ nếu như khi mở bảng thông tin brush của các bạn ra thì nó sẽ là những cái brush mặc định như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa một cái mẫu brush mới vào thư viện chúng ta bằng cách kích vào nút tam giác này và chọn chữ load brush. Sau đó chúng ta mở một file brush. Ở đây tôi mở file filter này và file này tôi sẽ gửi kèm CD cho các bạn. Nhấn phím load thì bên dưới các bạn sẽ có các mẫu brush mới. Bây giờ tôi chọn mẫu brush 64 này. Ok, và tôi chọn màu trắng. Thì như các bạn thấy là tô lên nó nhỏ quá thì các bạn có thể kích chuột phải và tăng size lên. Tăng size lên. Mờ quá. Như các bạn thấy là các bạn chỉ có thể khi mà chấm brush thì các bạn chỉ có thể chấm được như thế này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm ra các nét brush ngẫu nhiên. Và để làm được như vậy chúng ta tạo layer mới. Tô màu đen cho nó. Nhấn phím Unmask Space tô màu đen. Và bây giờ chúng ta chọn chế độ hỗ trợ là Color Dock. Rồi sau khi chọn chế độ hỗ trợ Color Dock xong, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào menu Windows, chọn Brushes hoặc nhấn phím F5 để mở bảng thông tin Brush. Bây giờ chúng ta click vào Brush Tiếp Sáp. Click vào Brush Tiếp Sáp và tăng giá trị Spacing lên khoảng cỡ 200%. Đây chính là khoảng cách của các Brush ngẫu nhiên. Rồi 200. Bây giờ chúng ta click chuột lên dòng Sáp Dynamics. Bây giờ chúng ta chọn tăng cái giá trị size register này lên để mà tạo ra các brush ngẫu nhiên to nhỏ khác nhau thì tăng lên khoảng cỡ 60%. Bây giờ chúng ta sẽ cho các brush này ở góc quay khác nhau, chúng ta tăng cái giá trị angle filter. Rồi như vậy các bạn thấy là nó sẽ quay các góc khác nhau. Bây giờ các bạn thể cho nó dẹp lại tùy để nguyên thế này. Rồi chúng ta chọn scattering. Scattering là giá trị cho phép tăng giảm các cái độ xa của nét brush. Bây giờ chúng ta cho tăng lên. Rồi bây giờ chúng ta tách bảng thông tin brush này đi. Nhớ là các bạn không được phép là thay đổi lại brush khác, vì khi thay brush khác các giá trị thiết lập ngẫu nhiên của chúng ta sẽ bị mất đi. Và bây giờ tôi chọn nét brush màu trắng. Rồi tôi sẽ phóng lớn nét brush lên cho nó vừa với tấm hình của chúng ta. Rồi như vậy là bây giờ tôi sẽ kéo chuột tô brush. Như vậy các nét brush của chúng ta đều hiện ra như thế này. Đó, như vậy. Đó, khi mà các bạn rê chuột là một loại brush mới sẽ hiện ra. Bây giờ chúng ta có thể thu nhỏ nét brush lại để tạo ra các cái ngẫu nhiên ở các cái vị trí khác nhau. Rồi. Rồi như vậy. Ở đây thì tôi chỉ làm mẫu cho các bạn xem và các bạn có thể tự thực hành với những cái nét brush ấn tượng hơn và như vậy. Rồi bây giờ hơi lung tung này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trang trí chữ lên đây. Thì ở đây các bạn có thể trang trí chữ nào tùy ý. Ở đây tôi trang trí một cái chữ wedding chẳng hạn. Tôi tăng kích thước lên khoảng 600. Enter wedding. Rồi nhấn Ctrl Enter để kiện lệnh. Cái chữ wedding này chúng ta có thể cho nằm trên cùng. Rồi kéo nó lên đây. Chúng ta dịch chuyển chữ wedding vào đây. Bây giờ chúng ta chọn phông cho chữ wedding. Thì các cái loại phông này tôi sẽ gửi kèm máy cho các bạn. Các bạn có thể trang trí chữ như thế nào tùy ý các bạn. Rồi, như vậy các bạn đã có một cái sản phẩm hoàn thành rồi. Đây, chỉ bớt cục chữ vô nữa mà. Rồi, chuyển nó qua đây. Những cái rượu tê, chọn một sáp. Rồi, như vậy đây là một cái sản phẩm của chúng ta. Nói chung là nó cũng tương đối chứ cũng tùy vào mục đích của từng người làm nữa. Và các bạn có thể ứng dụng mẫu này và để vào thiết kế những cái sản phẩm khác. Và các bạn có thể thấy sau đây tôi sẽ cho các bạn thấy một cái mẫu mà người ta ứng dụng ra với cái cách này. Mẫu này đây. Đó, như các bạn thấy là người ta đã làm cho bức hình không vào đây và ghép thêm một cái hình cô dâu vào đây.
và chúc các bạn thành công.